Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu món ghẹ lá é ở Phú Yên. Một cái món ăn rất là dân dã và dễ dễ làm. Mong là các bạn coi video vui vẻ ha. Cắt cắt cắt. Vâng, xin chào các bạn. Thì vừa rồi mình đùa một xíu thôi. Thì không biết là mình nói tiếng Phú Yên là các bạn có nghe được không ha. Vâng, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món gà lá é, một cái món ăn rất là dân dã của người dân xứ nào Phú Yên, và cũng là một cái món ăn rất là ngon và dễ làm cho tất cả mọi người. Thì đầu tiên trước khi nấu thì mình xin được giới thiệu qua một xíu về cái món ăn này. Thì đây là cái món ăn rất là đặc trưng của người dân xứ nào Phú Yên, và cái món ăn này đã được đưa đi khắp nơi trên cả nước mình, và một số người thì đến những cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Lạt, thì ăn món này thì cứ nhầm tưởng món này là của Đà Lạt, nhưng mà không phải, thực chất nó là món ăn đặc thù của người Phú Yên ha. Rồi, thì để chuẩn bị nguyên liệu cho cái món ăn này thì đầu tiên là mình phải có gà. Gà này là gà gà ta hay là gà thả vườn ha. Rồi, tiếp theo là măng. Măng này là măng măng tươi, và mình đã ngâm với nước và mình trụng qua nó với nước sôi. Tiếp theo thì chúng ta có hành, hành củ, hành khô và hành tươi, sả và ớt. Ớt này thì đúng ra thì mình phải xài cái loại ớt ớt xanh, ớt hiểm á, người địa phương gọi là ớt hiểm, hay là mình gọi là ớt chỉ thiên đó. Nó loại nó nhỏ nhưng mà ở Sài Gòn mình không có tìm được loại này, thì mình xài tạm cái ớt xanh này ha. Ớt chỉ thiên kia thì nó rất là thơm ngon và nó rất là đặc trưng. Cái nguồn nước thì mình sẽ sử dụng nước khoáng. Một lần mình đi ăn ở một cái quán ăn rất là ngon thì họ đã chỉ cho mình cách nấu là bằng cái nước khoáng này. Sở dĩ mình sử dụng nước khoáng này là tại vì ở trong cái nước khoáng này nó có rất là nhiều khoáng chất, và cái khoáng chất này ngoài cái tác dụng là tốt cho sức khỏe thì nó giúp lưu lại cái hương vị của gà rất là tốt. Thành ra mình ăn thì hầu như là cái hương vị của gà và lá é nó được giữ lại hết, nó không có bị mất mùi ha. Rồi, một cái nguyên liệu rất quan trọng đó là lá é. Thì chắc là rất là ít bạn biết đến cái lá é này, chỉ người dân ở Phú Yên mới biết. Thì lá é này là cái lá nó rất giống với lá quế, chúng ta hay ăn bún ăn phở đó. Thì đây trên tay mình đây là cái lá quế nè, còn bên này là lá é. Thì lá é lá quế thì cái lá nó rất là giống nhau lắm, chỉ khác nhau cái thân thôi. Khác nhau cái thân thì cái thân cây quế này thường là màu tím hoặc tím nhạt, còn cây cây é này luôn luôn màu xanh màu trắng chứ không có màu màu tím. Về cái hương á, thì hai cái này tuy là bên ngoài rất giống nhau nhưng mà cái hương thì khác nhau hoàn toàn nha. Mà thì ai ăn rồi sẽ biết, thì cái lá é này cái mùi mùi hương của nó rất là thơm thơm nhẹ và nó hơi the the một xíu, nó khác hẳn với cái cây quế này đó. Rồi, và dĩ nhiên là trong quá trình nấu thì chúng ta cũng nên có một cái lon bia ha. Anh em nấu vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì trong lúc nấu thì mình nhâm nhi một ít bia đó, làm cho tinh thần mình nó lâng lâng sảng khoái ha, thư giãn. Thì trước khi mà đi vào cái việc nấu á, thì mình xin lưu ý các bạn ba cái điểm sau đây. Cái thứ nhất là các bạn không có ướp ướp gà trước nha bạn, tại vì các bạn biết là thịt nói chung mình ướp trước thì sẽ làm cho món thịt nó mềm hơn, và khi các bạn nấu qua nước nữa thì nó sẽ làm cho cái thịt gà nó quá mềm đi thì nó sẽ không còn ngon nữa. Cho nên món này mình gà mình bỏ trực tiếp vào luôn, mình không có ướp trước. Cái thứ hai nữa đó là nhiều người có thói quen là chúng ta sẽ xào hoặc là chiên á, chiên cái gà trước khi nấu với dầu. Thì các bạn biết là gà thả vườn á, thì cái độ mềm độ dai nó đã vừa phải vừa ăn rồi, cho nên chúng ta không cần phải chiên trước như vậy. Tại vì chúng ta chiên trước như vậy thì sẽ làm cho gà nó dai hơn và nó không được ngon nữa. Và thêm bên cạnh đó thì cái món gà của chúng ta nó sẽ có rất nhiều dầu mỡ, thì nó sẽ ăn nó làm chúng ta rất là ngán. Và điều thứ ba đó là chúng ta không có xài cái măng mà măng
ngâm lâu nha các bạn. Măng lâm ngâm lâu là nó có màu màu vàng vàng và nó có cái mùi rất là nặng mùi. Và cái mùi này thì nó sẽ át hết cái mùi thơm của gà, của lá é đi. Cái măng này chúng ta chỉ nấu đối với những cái món mà tanh, ví dụ như cá hay là vịt thôi. Còn đối với gà thì các bạn tốt nhất là các bạn phải nấu với măng tươi, hoặc là các bạn không dùng măng. Còn các bạn đã dùng măng để ngâm lâu rồi thì nó sẽ có cái mùi, nó sẽ át hết cái mùi thơm của gà ha. Rồi, sau khi đã bắt nước lên thì trong thời gian chờ nước sôi chúng ta sẽ đập hành và đập sả ra để bỏ vào nồi nước ha. Khi nước đã sôi rồi thì chúng ta sẽ bỏ gà vào ha. Thì các bạn lưu ý là đối với gà, các cái phần mà cứng như là xương với cánh á, thì mình sẽ bỏ vào trước cho nó mềm trước. Thì mình nấu cái phần này cho nó ra nước ngọt và nó mềm trước khoảng tầm nửa tiếng, sau đó mình mới bỏ cái phần còn lại vào ha. Khi mà chờ nước nó sôi cho gà nó ra nước thì mình sẽ chuẩn bị cái món muối ha. Thì đối với món ăn này thì thông thường người dân ở Phú Yên họ sẽ không ăn với mắm mà họ sẽ ăn với cái muối. Muối thì muối mình sẽ sử dụng cái lá é này. Lá é này, và mình sẽ giã nó với muối. Với muối và với ớt xanh hoặc là ớt đỏ thì tùy các bạn chọn. Đó, thì chúng ta sẽ có được cái món muối lá é này. Các bạn lưu ý là các bạn sử dụng cái lá é phải lúc mình đã rửa và để cho nó khô nước ha, thì cái món muối này nó mới khô và nó mới ngon được. Và khi ăn thì chúng ta có thể dùng gà để chấm với cái loại muối lá é này rất là ngon. Khi cái phần xương gà, chân gà nó đã sôi tầm nửa tiếng rồi thì chúng ta tiếp tục bỏ cái phần thịt gà còn lại vào và bỏ cái măng vào ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ thêm cái phần ớt vào cho nó xanh xanh đỏ đỏ ha, cho nó đẹp và nó cay thì rất là ngon. Đó, các bạn có thể thấy là cái nồi của chúng ta rất là ngon. Sau đó thì mình sẽ nêm tiếp cái gia vị vào. Thì cái gia vị này bao gồm là hạt nêm, muối và một chút đường. Thì các bạn có thể pha trộn sao mà tùy theo khẩu vị các bạn ăn thấy ngon là được ha. Và chúng ta cũng có thể nêm một tí nước mắm, nhưng mà các bạn lưu ý nước mắm chúng ta nêm ít thôi. Và chúng ta sẽ nêm vào sau khi món ăn nó đã chín rồi thì nó sẽ đỡ bị chua. Còn nếu mà chúng ta nêm nước mắm nhiều quá hoặc là chúng ta nêm sớm quá thì khả năng là cái nồi nước của chúng ta nó sẽ bị chua. Nước mắm thì nó sẽ làm cho các món canh dễ bị chua, cho nên là tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng muối. Và nước mắm thì chúng ta sẽ nêm vào lúc mà món ăn đã chín rồi và chúng ta nhắc xuống thì chúng ta mới nêm. Sau khi cái món ăn này nó đã chín và chúng ta đã nêm nếm vừa miệng rồi á, thì mình sẽ bỏ hành củ vào ha. Hành củ vào thì mình bỏ sau cho nó đỡ bị mềm. Và sau đó thì lá é này mình sẽ bỏ sau cùng. Mình vò nó ha, vò dập nó mình bỏ vào. Bỏ vào.
Như vậy là cái món ăn của chúng ta đã hoàn thành và chúng ta có thể tắt bếp và trình bày ra tô ha. Rồi thì mình đã nấu xong cái món gà lá é ha. Thì như chúng ta có thể thấy thì cái món gà lá é này mình có thể ăn kèm với bún tươi, với mì gói. Và gà thì chúng ta có thể chấm với cái muối lá é này ha. Muối lá é, và chúng ta có thể nhâm nhi với cái bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng Phú Yên cũng rất nổi tiếng với những cái món bánh tráng giống như thế này. Thì cái món gà này nó đặc biệt ở chỗ là nó rất là thanh mát và nó không có chứa nhiều dầu mỡ các bạn. Và trong cái món gà này thì nó sẽ rất là thơm, nó có mùi thơm của gà tươi, vị ngọt của măng, của củ hành, vị cay của ớt, và đặc biệt nó có cái mùi thơm rất là khó tả của cái lá é. Nó vừa thanh, nó vừa nồng và nó rất là thơm, và chỉ có những bạn nào mà đã ăn rồi thì mới hiểu được. Thì trong những cái ngày mùa đông lạnh á, thì chúng ta có thể nấu một cái nồi gà lá é nóng sốt thế này và gia đình chúng ta có thể ngồi quây quần với nhau để thưởng thức. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong với các bạn cách nấu món gà lá é ha. Hy vọng là sẽ giúp được cho các bạn có được một cái bữa ăn ngon miệng. Và bây giờ thì mình sẽ gọi vợ con của mình dậy để cùng thưởng thức cái món ăn này. Thì các bạn có biết không, bí quyết để cho các bạn nam mà đỡ làm việc nhà đó là mình hãy nấu thật là nhiều món ăn, và sau đó thì mình sẽ nhờ vợ của mình rửa chén. Đó là bí quyết của mình để không phải rửa chén và không phải làm việc nhà. Vâng, xin chào các bạn.